vì mày lướt rồi. Mẹ ơi đợi con sẽ lấy nước cho mẹ. Nước mát quá, con uống đi, con đi lại chắc cũng vất vả rồi đúng không? Ơi, ta khát nước quá. Con ơi, hình như con ông nào đang khát nước khát đấy. Khát nước quá. Ông ơi, ông cũng khát nước à, nước của ông đây. Ta cảm ơn con nhá. Ôi, khát quá. Ông cụ cũng khát nước quá đấy con. Bây giờ là trời hành kéo dài quá. Mẹ mình thì đang ốm à. Nữa thì mẹ mình có một dòng nước mát thì uống thì chắc là mẹ mình sẽ khỏi ngay bây giờ. À, đúng rồi, mình sẽ đi lấy nước cho mẹ mình uống. Mình chỉ mong ước có một dòng suối nhỏ là thôi. Mặt hắn khóc lơ rồi. À, cái kia thì dòng nước ở đâu? À, đằng kia. Đi mày lướt rồi. Mẹ ơi đợi con sẽ lấy nước cho mẹ. Nước mát quá, nước trắng quá. Chắc con mẹ mình uống sẽ rất là mát thì mẹ sẽ khỏi bệnh nhá. Mẹ đợi con một tí. Thôi mình sẽ mang nước này về cho mẹ thôi. Thôi hết khát rồi đúng không? Thôi ta phải đi về cho mẹ ta thôi. Mẹ ơi! Nhấc tay mẹ uống đi. Con đã tìm được nước rồi sao? Ôi, quả đúng là vất vả quá. Trời ơi, dòng nước mát lành đây rồi. Nước mát quá, con uống đi, con đi lại chắc cũng vất vả rồi đúng không? Ôi, ta khát nước quá. Con ơi, hình như con ông nào đang khát nước khát đấy. Khát nước quá. Ông ơi, ông cũng khát nước à, nước của ông đây. Ta cảm ơn con nhá. Ôi, khát quá. Ông cụ cũng khát nước quá đấy con. Nhờ có nước của con mà mẹ cũng khỏe rồi đấy. Ôi, cháu thật là được một người con hiếu thảo. Ta sẽ cho con nguồn nước này để con chia tất cả mọi người nhá. Vâng ạ. Mẹ ơi, có nước rồi chị mẹ ơi. Đúng rồi, có nước rồi. Ôi, thật là nhiều nước. Chúng ta sẽ chia hết nước này cho dân làng đúng không con? Đúng rồi. Xin chào tất cả các bạn. Các bạn xem ủng hộ mình và subscribe cho mình nhé.